Chào Kim Thảo. À, chào Hưng. Trời ơi, đang đọc cái gì mà chăm chú gì vậy? Kim Thảo đang đọc chia sẻ rồi bình luận của khán giả trên trang web của mình đó. Ừ. Có một chia sẻ của một khán giả nam ở Cần Thơ làm Kim Thảo chú ý ơi là chú ý luôn nè. Một lát nữa Kim Thảo sẽ chia sẻ với Phước Hưng cùng với quý vị khán giả. Bây giờ thì mình chào khán giả đã nha. Ừ. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Giờ Kim Thảo kể cho Phước Hưng nghe coi cái vị khán giả nam đó người ta nói cái gì nè. Đồng ý đây nè, vị khán giả của mình tên là Thành ở Cần Thơ. Anh ấy có tâm sự là vợ anh ấy vừa sinh em bé thứ hai được 3 tháng rồi. Và anh muốn là chương trình của mình hướng dẫn giúp anh ấy một món ăn thật là tốt cho sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh. Vừa ngon nhưng mà phải lạ miệng một chút. Bởi vì sau khi sinh thì chị nhà được cả nhà tẩm bổ toàn là giò heo hầm đu đủ hay là gà tiềm thuốc bắc rồi thịt heo kho nghệ ăn rất là ngán. Thành ra là Phước Hưng có thể giúp cho anh ấy được không? Được chứ Kim Thảo. Mà đúng là một người chồng khá là tâm lý đúng không Kim Thảo? Từ lúc mà Phước Hưng nghe Kim Thảo đọc cái chia sẻ đó là Phước Hưng đã nghĩ ngay ra được một món khá là thích hợp với anh Thành này rồi. Hay vậy? Đúng rồi, bây giờ chúng ta hãy vào bếp làm ngay nha. Nhưng mà món đó có tên là gì? Và món ngon của ngày hôm nay có tên gọi là ớt xào tía tô. Quý vị khán giả, chúng ta muốn thực hiện món ớt xào tía tô thì quý vị khán giả hãy chuẩn bị những nguyên liệu như sau: khoảng 500g thịt đùi ớt, lá tía tô, ớt hiểm, đậu phộng rang, hành tím và tỏi băm, bột ngũ vị hương, màu dầu điều, bột nghệ, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là sốt mayonnaise aji mayo. Công đoạn đầu tiên thì Phước Hưng sẽ làm cái tía tô này. Hưng sẽ cắt cái tía tô này ra thành từng sợi nha. Ớt hiểm này thì Hưng sắc lát nè. Rồi Kim Thảo ơi, và công đoạn tiếp theo thì Hưng sẽ sơ chế tới cái phần thịt ớt này. Thì ở đây thì Hưng đã rửa sạch rồi thì chúng ta hãy chặt những miếng vừa ăn. Hình như là Hưng chỉ chọn đùi ớt thôi đúng không? Đúng rồi. Để cho món ăn của chúng ta ngon hơn mà nó nhiều thịt hơn nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy ướp cái thịt ớt này. Hưng sẽ cho vào đây là một ít tiêu nè, một muỗng cà phê đường, 2,5 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê bột nghệ nè, và 2 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Mà Hưng ơi, khi mà Hưng ướp bột nghệ rồi bột ngũ vị hương thì Kim Thảo hiểu lý do. Bởi vì Hưng muốn là tạo màu đẹp rồi cả tạo mùi thơm cho thịt ếch nữa. Nhưng mà làm sao phải ướp với lại sốt mayonnaise aji mayo nữa vậy? Quý vị khán giả lưu ý cái điều này. Quý vị khán giả nên ướp thịt ếch với sốt mayonnaise aji mayo để thịt ếch được thấm vị hơn và mềm hơn. Thì ra là như vậy, cảm ơn Hưng nha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là dùng sốt mayonnaise aji mayo để ướp thịt ếch nha, để cho thịt ếch của chúng ta thấm vị, bên cạnh đó mềm và ngon hơn. Bây giờ Hưng sẽ bắt lên một cái chảo nè để chúng ta xào ếch. Chảo nóng rồi thì Hưng sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Hưng cho hết tỏi băm và hành tím băm vào, chúng ta phi thơm. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết cái phần thịt ếch này vào nè. À, vẫn để lửa lớn hả Hưng? Đúng rồi. Rồi, sốc lên. Hưng sẽ cho khoảng 1 muỗng canh màu dầu điều để chúng ta tạo màu nè nha. Ừ. Rồi và Hưng sẽ cho hết cái ớt sắc lát của chúng ta vào nè. Hồi nãy ếch mình đã ướp màu bột nghệ rồi, bây giờ mình có màu dầu điều nữa, chắc chắn là sẽ có màu rất là đẹp luôn á. Rồi thịt ếch xăng rồi thì Hưng sẽ cho vào đây khoảng nửa chén nước nè. Khi mà quý vị khán giả rim thịt ếch trong khoảng 10 phút khi mà trước khi tắt lửa nào, và Phước Hưng sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo cuối cùng. Phước Hưng cho sốt mayonnaise aji mayo vào công đoạn cuối cùng giúp cho món ăn tăng thêm độ béo nè, đặc biệt là chúng ta có thể thay thế nước cốt dừa. Và Hưng sẽ cho vào đây là một ít lá tía tô nè. Quý vị khán giả và Kim Thảo ơi, Phước Hưng cho lá tía tô vào công đoạn cuối cùng giúp cho món ăn có một hương vị mới lạ hơn. Ừ, Thảo biết rồi, cảm ơn Hưng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sử dụng lá tía tô cho món ăn này nha, để tạo nên một cái hương vị mới lạ rất là ngon nha quý vị. Nhìn thịt ớt là muốn ăn liền luôn đúng không? Và mùi thì rất là thơm. Rồi, vậy là xong. Rồi, kế tiếp thì Hưng sẽ rắc một ít đậu phộng rang lên nè. Rồi, cho lên đây một ít lá tía tô nè. Ớt nè. Một sợi ớt nữa. Đây, một cái đùi ớt. Wow, rồi mời Kim Thảo. Quá. Cảm ơn Phước Hưng.
thịt ếch của mình vừa chín tới, cho nên là ăn nó đã chín rồi mà vẫn còn giữ được độ săn chắc ngon lắm. Có vị béo béo chua chua nhẹ nhẹ nữa của sốt mayonnaise aji mayo kết hợp với lại mùi của ngũ vị hương rất là thơm luôn. Và đặc biệt là Kim Thảo thấy là thịt ếch kết hợp với lá tía tô cực kỳ là hợp. Cảm ơn Phước Hưng vì ngày hôm nay đã giới thiệu cho Kim Thảo cũng như là quý vị khán giả, và đặc biệt là anh Thành ở Cần Thơ đã có yêu cầu ở đầu chương trình món thịt ếch xào tía tô nha. Phước Hưng xin cảm ơn Kim Thảo. Và món ăn của ngày hôm nay quý vị khán giả có thể dùng trong bữa cơm hàng ngày của chúng ta cũng được nè, và đặc biệt có thể dùng làm món ăn chơi cũng được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị biết thì thịt ếch là một trong những nguyên liệu rất là tốt để chúng ta có thể bồi bổ cơ thể, và hy vọng rằng anh Thành đã có yêu cầu ở đầu chương trình sẽ hài lòng với món ăn ngày hôm nay và anh sẽ thực hiện món ếch xào tía tô để bồi bổ cho vợ của mình nha. Chúc cho chị nhà sẽ có nhiều sức khỏe và gia đình của anh sẽ luôn hạnh phúc. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và chắc là những cách thức để quý vị kết nối với chương trình cũng đã rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557 và trang web của chương trình là mongonmoingay.com. Hoặc quý vị có thể tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Quý vị có thể lên trang web xem lại những chương trình mà quý vị yêu thích nhé. Và tất cả những món ăn ngon đều nằm ở trên ấy đấy ạ. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.